khí trong lành, nguồn nước sạch, đất không ô nhiễm. Các sản phẩm đến từ núi rừng của Hàn Quốc là món quà tuyệt vời nhất đối với những con người hiện đại đang mong muốn được thưởng thức hương vị của thiên nhiên trong sạch. Hồng của Hàn Quốc được biết đến là một loại quả rất tốt cho sức khỏe, đến nỗi người ta còn từng nói rằng chỉ cần đứng dưới gốc cây hồng sum suê lá cũng sẽ trở nên khỏe mạnh. Hồng của Hàn Quốc là loại quả tiêu biểu cho mùa thu bởi nó được hấp thụ và lớn lên nhờ khí hậu trong lành. Không chỉ là trái quả thông thường mà nó còn được sử dụng làm dược liệu với rất nhiều tác dụng khác nhau. Trong trái hồng chứa nhiều vitamin A và vitamin C nên có tác dụng chống oxy hóa và giúp nâng cao khả năng miễn dịch. Trái hồng được biết đến là loại quả nếu ăn chúng lúc vừa chín tới sẽ được cung cấp lượng vitamin C nhiều gấp 2 lần so với quýt và nhiều gấp 6 lần so với táo. Vì vậy, nó còn có hiệu quả chống lão hóa, trắng da và ngăn ngừa nếp nhăn. Ngoài ra, hồng có tác dụng tuyệt vời giúp bạn giải quyết các triệu chứng nôn nao khó chịu trong người. Đặc biệt là khi ăn hồng, các thành phần được tiết ra từ vị chát mà bạn cảm nhận được lại chính là yếu tố giúp cho huyết quản được khỏe mạnh hơn, giúp giảm cholesterol trong máu và tăng cường khả năng của mao mạch để phòng tránh chứng cao huyết áp. Khi để trong điều kiện khô hanh, lượng đường và vitamin C của quả hồng sẽ được tích tụ lại và người ta sử dụng đặc điểm này để chế biến thành sản phẩm hồng khô. Với lớp vỏ bên ngoài đã được phơi khô nhưng lớp bên trong vẫn còn thơm mềm. Có thể sử dụng món hồng khô này để làm kem hồng hoặc gói với quả óc chó hoặc hạt thông hay làm thành các món bánh mì và salad đa dạng. Hãy thưởng thức để chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp của bạn. Trái hồng Hàn Quốc, sản phẩm thơm ngon và an toàn. Trái hồng Hàn Quốc sẽ tìm tới các bạn.